bạn mừng tay mưa ni chẳng hề một lại bố mẹ tưng tê cho bóng phay nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ ai em muốn mi bao trang kiên trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bỡ mơ khăn khót cầu tạm trông bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuống bó khám hồi khám pu hắc cần tao thầu nó ông nơ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tan trầm trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần âu nọng nơ hát âu cằn nơ bên phùa mía sốt chua phải nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ ai em muốn mi bao trang kiên trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bỡ mơ khăn khót cầu tạm trông khai lúa bên lúa bỡ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khám hồi khám pu hắc cần tao thầu nóng nơ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tan trầm trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần âu rộng nở hát âu cằn nở bên mía ai hâu coi hấp coi bánh nhau cằn cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cằn ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khám nguôi khám pu hát cằn tao thầu nóng nở còn pa mơ chóc lầu trong muôn tan trầm trong phùa mía mơ âu rộng nở hát âu cằn nở bên phùa mía sốt chua bay âu rộng nở hát âu cằn nở bên phùa mía sốt chua thank you.
sinh ra trong cuộc đời này và đã được thượng đế định đoạt cho cuộc đời này. Và ở đâu đó trong trái đất, chỉ cần hai người họ gặp nhau, họ đi ngang qua nhau và thế câu chuyện tình yêu được bắt đầu. Và sau bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu khó khăn thì giờ đây chú rể Văn Phong cũng như cô dâu Jumumi đã cùng nắm tay nhau dựng ở một nơi gọi là mái ấm gia đình. Vâng thưa quý vị, và sau đây không để có thể quý vị quan khách trong buổi trưa hôm nay, chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng tạm ngưng trong giây lát và cùng hướng ánh nhìn của mình về cánh cổ hoa và đổ ra một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào đất Tân Lang Tân Hương đẹp nhất dạng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Phong sánh duyên cùng cô dâu Jumumi. Hãy cùng bước lên dây đàn tình yêu để cùng ra mắt toàn thể quý vị, xin trân trọng kính mời. Vâng, hôm nay chúng ta không quên dành cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể, xin mời. Vâng thưa quý vị, và trên sân khấu ngay lúc này đây đang là sự hiện diện của hai nhân vật chính, những người mà đang được chúng ta yêu mến, và không ai khác, họ cũng chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và để cuộc vui của ngày hôm nay được thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn nữa, và sau đây không thể thiếu những bậc làm cha là mẹ của cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi chia hôm nay. Vâng thưa quý vị, và lên tổ chương trình cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thì biết là phái đoàn nhà trai có ông Lương Văn Bình và bà Nguyễn Thị Xiến là song thân phụ mẫu của chú rể đẹp trai Văn Phong. Vâng xin mời em và chúng ta cùng tay nắm chặt tay, nhanh chân xẻo bước tiến nhanh về sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị, xin trân trọng kính mời. Cùng với gia đình nhà gái, tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà gái bố Lò Văn Thiện và bà Quan Thị Hiên là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Dung Mini cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa này. Và một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón hai bên gia đình thông gia, xin mời. Vâng thưa quý vị, phải nói rằng là tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chú rể Văn Phong sánh duyên cùng cô dâu Jumumi, được ví như là ánh trăng tròn đẹp và rộng hơn dòng sông Yên Hải, thóc được và dài hơn dãy dải Trường Sơn. Vâng thưa quý vị, và từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và có nhiều vân vàng, nhiều màu sắc khác nhau. Sau đây bạn trẻ của chúng ta vẫn muốn về chúc cùng một mái ấm gia đình, chúc cha chúc mẹ chúc bà chúc ông, ban ngày thì chung việc ngoài đồng, tối về thì chung chăn chung huế chung phòng, và một khi với con tim đã cùng hòa chung cùng một nhịp đập và thể được nguyện mãi như chim nhảy cánh như cây nhảy cành. Và giờ đây đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy, và đến giây phút ngày đây họ đã vượt qua từ một tình bạn trong sáng để với một tình yêu thật là tuyệt vời như ngày hôm nay. Vâng kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Bao nhiêu năm đời thẳng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông tơ bà nguyện xe dây, nguyện thế trời đất ta cùng có nhau. Dù cho bãi bể đơn dâu, kết duyên long phượng thấm sâu ân tình. Và kính thưa quý vị, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha vừa lòng. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, và là một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Và kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Nam Phong Dung Bibi trong buổi trưa ngày hôm nay, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương công nhận và cho phép chính quyền địa phương công nhận. Và với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn và MC Đức Trình xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Phong Dung Mimi chính thức được bắt đầu. Và một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng quý vị. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc
lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể sẽ cùng trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng quay mặt vào nhau và trao cho nhau kỷ vật lãng mạn nhất trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, có thể quý vị chúng ta đang được chứng kiến với bạn trẻ của chúng ta đang trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương hạnh phúc trước sự chứng giám của đất trời, trước sự yêu thương dìu dắt của các đấng sinh thành, và đặc biệt là sự chứng kiến của thể các quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chiếc nhẫn tình yêu mà chú rể Văn Phong và Zomimi đang trao cho nhau, nó được tượng trưng như một vòng tròn của trái đất, nó được đúc kết bằng một kim loại thật là bền bỉ, không thể có hóa chất nào làm phá vỡ chiếc nhẫn tình yêu mà họ đã trao cho nhau trong buổi trưa ngày nay. Vâng, hồi hôm chúng ta không quên dành cho bạn trẻ một tràng pháo tay lớn quý vị. Vâng, tiếp theo chương trình, xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về tháp bánh phu thê để cắt bánh hạnh phúc của mình trong buổi lễ trọng đại này. Trân trọng kính mời hai em. Và tiếp theo chương trình, tỏ trong lòng an say. Và kính thưa quý vị, trước khi yêu nhau thì chú rể Văn Phong cũng nói với cô dâu Zumini rằng em như một chén ly rượu kính lên bố mẹ vợ của mình. Còn cô dâu Zumini sẽ nâng hai ly rượu kính lên bố mẹ chồng của mình. Trân trọng kính mời. Và sau đây xin mời hai em chúng ta hãy cầm lấy hai ly rượu hạnh phúc của mình. Vâng, xin mời hai em trở về vị trí ban đầu và sẽ cùng quay mặt vào nhau. Vâng, hồi hôm chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng uống rượu ra bôi. Vâng, xin mời hai em. Vâng, xin mời. Vâng, chính thức từ giây phút này trở đi, hai bạn đã trở thành vợ thành chồng. Một lần nữa chúc cho chú rể Văn Phong luôn giữ vững được tay chèo của mình để đưa con thuyền tình yêu đến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Zumimi luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chung thủy với người chồng của mình để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã bất chấp thời gian mặt mò của mình về chung vui với hai bên gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời hai bên gia đình tham gia sẽ cùng tiến lại gần nhau để chạm ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng, xin mời ạ. Vâng, sau đây xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể sẽ cùng trở về phía bên dưới các bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chúc vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời.